Ngày 22 tháng 12 năm 2021, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ông Samdek Krolahom Sakhen, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các chuyến thăm và làm việc của các đoàn đại biểu cấp cao hai nước thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của lãnh đạo hai bộ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy tội phạm mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm kinh tế hình sự kịp thời trao đổi thông tin điều tra xác minh và truy bắt các đối tượng phạm tội từ nước này trốn sang nước kia Công an các địa phương có chung biên giới duy trì giao ban định kỳ, trao đổi thông tin kịp thời, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Hai bộ thống nhất phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là công an các địa phương giáp biên hai nước cần tăng cường trao đổi thường xuyên, kịp thời các thông tin liên quan đến dịch COVID-19 tiếp tục tăng cường hợp tác và bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới để phục vụ triển khai các nội dung hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam Campuchia và thúc đẩy giải quyết các khu vực còn tồn động chưa phân giới cắm mốc. Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng phối hợp hỗ trợ Bộ Nội vụ Campuchia bảo đảm an ninh, an toàn và thành công cho cuộc bầu cử Hội đồng xã Phường trong năm 2022 và các sự kiện trong khuôn khổ hợp tác ASEAN. Năm 2022 cũng là năm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai bộ tiếp tục tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội, đặc biệt là các sự kiện chính trị quan trọng tại mỗi nước, các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai bên tiếp tục tham vấn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn thế giới, khu vực, nhất là trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm. Trước đó, ngày 21 tháng 12, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdek Techo Hun Sen, Bộ trưởng Tô Lâm và ông Samdek Krolahom Sakhen đã ký kết kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa hai bộ.